Vừa qua, Bảo Anh đã tổ chức sinh nhật 1 tuổi ấm cúng cho con gái cưng Misumi. Bữa tiệc có sự xuất hiện của dàn sao Việt nổi tiếng tham gia như vợ chồng Nhã Phương Trường Giang, diễn viên Quốc Trường Dương Triệu Vũ. Đáng chú ý, mới đây, cư dân mạng rộ nghi vấn bạn trai của Bảo Anh cũng xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật của bé Misumi. Trên trang cá nhân, giọng ca anh muốn em sống sao xả kho hàng loạt bức hình trong dịp sinh nhật 1 tuổi của con gái. Tuy nhiên, trong những khung hình chung, netizen soi một người đàn ông luôn đứng phía đằng sau, sát bên cạnh nữ ca sĩ sinh năm 1992. Đặc biệt, ở một số bức hình, anh còn có hành động chăm chú nhìn Bảo Anh và nhóc tì Misumi. Những khoảnh khắc này ngay lập tức khiến netizen xôn xao. Tuy nhiên, số khác cư dân mạng đã nhanh chóng nhận ra ngay người đàn ông này chính là người mẫu diễn viên điển trai Hồ Vĩnh Anh. Thực tế, anh là người bạn bè thân thiết của nữ ca sĩ mà thôi. Bước chân vào con đường nghệ thuật từ năm 22 tuổi, Hồ Vĩnh Anh đã gặt hái được nhiều thành công và có thu nhập khá tốt đến từ công việc người mẫu. Hiện tại, vẻ ngoài của anh cũng thay đổi khá nhiều, được nhận xét trẻ trung hơn so với thời điểm mới tham gia showbiz. Do đã có khoảng thời gian vắng bóng, lâu không hoạt động, nên sự xuất hiện của Hồ Vĩnh Anh ở tiệc sinh nhật của con gái Bảo Anh trở nên khá lạ lẫm với netizen. Chính điều này đã khiến anh vướng nghi vấn là bạn trai bí mật của nữ ca sĩ. Trước đó, Bảo Anh đã âm thầm sinh con gái vào thời điểm khoảng tháng 3 năm 2023. Bạn thân của nữ ca sĩ Hoàng Mỹ Ngọc cũng cho biết đó là lúc Bảo Anh gặp nhiều khủng hoảng, áp lực. Cô chia sẻ, thời điểm sinh con ra, hàng trăm thứ khó khăn ập tới cùng lúc và mẹ con đều tự mình vượt qua được hết. Là người bạn thân thiết, Dương Triệu Vũ cũng từng lên tiếng khẳng định Bảo Anh không sinh con cho đại gia. Lý do nữ ca sĩ quyết định lên chức mẹ bỉm là để hiểu được ý nghĩa của tình yêu. Bảo Anh tiết lộ đã lập cho bé một tài khoản cá nhân để đăng tải những khoảnh khắc trong hành trình khôn lớn. Tuy nhiên, suốt 13 tháng qua, Bảo Anh đặt tài khoản này ở chế độ riêng tư vì nó liên kết với Instagram cá nhân của cô nên mới xảy ra chuyện trượt tay. Từ ngày chính thức công khai con gái đầu lòng, Bảo Anh đã thoải mái hơn trong việc chia sẻ hình ảnh của con, thậm chí còn được mọi người nhận xét là nhanh chóng gia nhập hội mẹ bỉm siêu cuồng con. À rồi cũng nghiện con như thế thôi, Bảo Anh đã lập hẳn một trang cá nhân cho Misumi và dành cho con một bài hát ngọt ngào, chia sẻ những hình ảnh từ ngày con gái mới chào đời cho tới bây giờ. Mới đây, nữ ca sĩ lần đầu công khai tên thật của con gái Misumi, bé được bà ngoại đặt cho cái tên cực kỳ hay và ý nghĩa, Nguyễn Bảo Thiên Di. Bé Misumi tên là Nguyễn Bảo Thiên Di, đây là tên mà bà ngoại đặt cho Misumi. Thiên Di có nghĩa là tự do, Bảo là bảo vật. Mọi người nói là khi sinh em bé ra thì mọi thứ thay đổi rất nhiều. Bảo Anh cũng cảm nhận được điều đó, biết quan tâm, để ý những người xung quanh, học cách lo lắng cho con. Đó cũng là một điều tốt, mình cảm thấy trưởng thành trách nhiệm hơn. Bảo Anh cũng là người sống rất vô tư, tự do. Bây giờ khác, có một người ở nhà đợi mình, rất nhỏ bé, cần nương tựa vào mình. Thực sự rất khó để phân bổ thời gian, mình cũng cần không gian riêng. Bảo Anh rất may mắn khi có bà, những người xung quanh nên cảm thấy an tâm hơn. Thực ra Bảo Anh rất sợ tiếng khóc con nít. Khi em bé khóc quá to, nhất là lúc còn sơ sinh, mình sẽ đi qua phòng khác để mọi người xử lý hộ. Khi nào con bớt khóc, mình sẽ quay trở lại. Mình hay học hỏi kinh nghiệm từ mọi người, nhưng mỗi bé thể trạng, tính cách, nhu cầu khác nhau, nên mỗi người mỗi kiểu, không thể áp dụng cách của người khác vào mình được, nhưng có thể tham khảo. Cô giáo đánh giá là con hơi nhút nhát, ở nhà thì Misumi lại rất hài hước, thông minh, con gái hay nhõng nhẽo để mọi người cưng. Bảo Anh muốn nuôi dưỡng sự tự tin, yêu thương cuộc sống cho con. Sự tự tin sẽ khiến mình đẹp, sau này con bước ra cuộc sống, tự nhận thức được mọi thứ, tự quyết định cuộc đời. Mình muốn cho con sự tự tin và tình yêu với cuộc sống. Hy vọng Bảo Anh là người mẹ dạy được con cách sống thật hạnh phúc, nữ ca sĩ tâm sự.